Em chào các bác nhé. Em chúc sức khỏe tất cả các bác xem video nhé. Hiện tại bây giờ là 7 rưỡi tối của ngày 20 tháng 10 dương lịch. Thì hiện tại em đang ở trên vườn lan của em. Thì nhiệt độ ở đây của em là nó chỉ là 17 độ này, 17 độ C. Và độ ẩm là 100%. Thì vừa rồi là em vừa tưới vườn lan của em xong các bác. Thì ngày hôm nay ấy, thì có một bác là bình luận, bác hỏi em một cái câu hỏi như này. Thì bác hỏi em là cái thời tiết mà lạnh như này ấy, thời tiết bắt đầu vào mùa rét mà lạnh ấy, thì tưới nước buổi sáng và buổi sáng sớm và tầm chiều tối mát thì có ảnh hưởng cho cây hay không. Thì với cái câu hỏi của bác đó thì cái đoạn đầu video ấy là các bác đã cũng thấy là em ghép cái video tới cái vườn lan của em ấy, thì đó cũng là câu trả lời cho bác đó rồi. Thì hiện tại ấy, là ở khu vực miền Bắc của em ấy, là hai ngày hôm nay thì nó có mưa và nó rất là rét. Đấy, thì nhiệt độ nó xuống rất là sâu. Như ngày hôm qua và ngày hôm nay ấy, thì bác nào ở khu vực miền Bắc ấy, thì thấy là mưa, thời tiết nó mưa triền miên và thời tiết nó rất là rét. Thế nhưng mà cái đợt rét này ấy, nó không phải là cái đợt rét mà nó thực sự, nó không phải thực sự là mùa rét, mà đây em nghĩ đây nó chỉ là một cái sự ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới hoặc là một cái bão gì đó thôi. Đi theo như dự báo ấy, thì khu vực miền Bắc của em ngày mai nó có mưa nốt ngày mai và thời tiết thì nó sẽ lại ấm lên, ấm trở lại. Thì mặc dù ấy mà cái thời điểm này thì nó chưa phải là bước vào cái mùa rét ở cái khí hậu ngoài miền Bắc. Thế nhưng mà nhân tiện cái câu hỏi của một bác hôm nay hỏi em về cái vấn đề là thời tiết nó rét ấy, thì trong tưới nước buổi sáng sớm và chiều tối có ảnh hưởng cây không ấy, thì nhân tiện là ngày hôm nay em sẽ làm cái video này thì em nói về cái chủ đề là chăm sóc lan và cái mùa rét nó như nào luôn. Nói về chăm sóc lan ấy, thì bất kể là mùa nào cũng vậy thôi các bác. Nếu như mà cây lan của mình nó còn sinh trưởng, còn tăng trưởng thì bất kể là mùa nào cũng vậy là mình đều phải chăm sóc nó hết. Thì như các bác vừa thấy ấy, đầu video là em cái nhiệt độ là ở trên vườn của em hiện tại là bây giờ là 17 độ C. Đấy, và nó rất là lạnh ấy. Nhiệt độ 17 độ C là nó rất là lạnh rồi, mặc áo khoác dày rồi đấy các bác. Thế nhưng mà các bác thấy là em vẫn cứ tưới là cho vườn lan của em và em tưới rất là ướt đẫm đúng không, kể cả thân lá ngọn này em tưới hết, em tưới vô tư thoải mái. Tưới như vậy ấy, thì các bác đừng có nghĩ là thấy là em tưới được như vậy mà các bác không tưới, thì cái này ấy thì nó phụ thuộc vào cái chế độ mình chăm sóc cái cây lan của mình một năm nó như nào. Thì với cái chế độ mà trồng và chăm sóc lan của em ấy, thì các bạn biết là thấy là em tưới vô tư thoải mái, cây nó cũng ngoài ảnh hưởng cái gì cả. Thì bởi vì là làm sao, bởi vì là khi mà em chăm sóc cái cây lan ấy, em chăm sóc cây lan nào là em là người hiểu nhất, nên là chính vì vậy là em biết cây lan em nó khỏe đến mức độ như nào, đúng không bác? Thì là em mới tưới được như vậy, chứ không phải là các bác thấy em tưới như vậy mà nhiều bác là chăm sóc lan theo cái cách của người khác ấy. Đặc biệt là nhiều bác là chăm sóc lan là sử dụng cái hàm lượng đạm rất là nhiều đấy, để chăm sóc lan là cây nó không đầy đủ chất, nó không cứng cáp. Nên là đến cái mùa rét này thì tuyệt đối là các bác là không được phép là học theo em mà tưới đẫm cả cây như vậy, cả thân cả lá cả gốc như vậy nhớ các bác nhé. Mà trong cái mùa rét này ấy, để mà chăm sóc cây lan ấy ở trong cái mùa rét, mùa đông giá rét ấy, thì có những cái vấn đề mà các bạn cần lưu ý sau đây. Thì khi bác có biết được những cái vấn đề này ấy, thì khi mình áp dụng vào cái việc mình chăm sóc lan thì nó rất là dễ dàng. Thì cái việc đầu tiên ấy, các bác phải hiểu được cái đặc tính của cái cây lan. Đấy, cây lan hay là tất cả cây thực vật khác nó cũng đều tương đồng như nhau các bác. Thì cái đặc tính của những cây lan ấy là nó cũng phụ thuộc vào cái nhiệt độ và môi trường rất là nhiều đúng không bác? Thì cây lạc cũng vậy. Thì cái đặc tính ấy mà khi mà cái khung nhiệt độ mà nó từ 18 độ C trở xuống. Đấy, thì 18 độ C đến 17 độ C, 16 độ C, 15 độ C. Đấy, là cái khoảng nhiệt độ như vậy thì cây lan của mình hấp thụ rất là kém, nó không hấp thụ được nhiều. Nên là chính vì vậy là khi mình tưới dinh dưỡng ấy là cây lan của mình là nó cũng không hấp thụ được đầy đủ cái chất dinh dưỡng đâu các bạn. Và một điều nữa, cả một cái khung nhiệt độ nữa, đó là cái khung nhiệt độ là từ 15 độ trở xuống. Đấy, nghĩa là trở xuống là 15, 14, 13, 12, 11 độ ấy. Thì với cái khung nhiệt độ như vậy thì cái cây lan của mình nó sẽ đóng tất cả cái lỗ khí khổng
lại là nó sẽ không hấp thụ dinh dưỡng. Đấy các bạn, thì cái khoảng nhiệt độ như vậy mình có chăm như nào, mình có tưới như nào chẳng nữa thì cây lan là mình nó cũng không hấp thụ được. Nên là cái việc mà mình biết cái đặc tính của cây lan. Và như vậy thì mình sẽ lựa vào cái khung nhiệt độ để mình chăm sóc cây lan, là đó là mình cái thời điểm nào mình cần phải tưới nước cho cây lan và cái thời điểm nào mình cần bổ sung tưới phân cho cây lan. Cái lưu ý đầu tiên này là khi mà nhiệt độ mà khu vực ở các bác ấy mà nó dưới 15 độ C là cái thời tiết như vậy là mình không cần thiết phải tưới. Đấy, mặc dù là kể cả nó rét, nó cái thời tiết mà nó rét nó kéo dài 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, kể cả một tuần thì trong cái khoảng thời gian đó thì mình cũng không cần phải tưới nước các bác. Và bởi vì là nó rất là đơn giản thôi. Cái lý do như này thì ở khu vực Bắc ấy, mặc dù là đến vào mùa rét đấy mà khi mà thời tiết mà nó rét đậm như vậy ấy, nhưng mà cái độ ẩm không khí, nhất là tầm buổi tối này này, là cái lượng không độ ẩm không khí nó rất là cao. Đấy, nếu như mà cây lan của mình nó có cần hấp thụ ấy, thì nó cũng vẫn hấp thụ qua được cái đường không khí các bạn. Nên chính vì vậy ấy, là mình không cần phải tưới nước vào cái khung nhiệt độ như vậy. Còn cái khung nhiệt độ mà 17, 18 độ C đấy là bác vẫn có thể tưới được. Nhưng mà tưới ấy, thì để mà tưới mà tốt ấy, thì cũng phải phụ thuộc vào cái cách tưới của mình. Thì trong những khung nhiệt độ như vậy ấy, thì các bác có thể là tưới ướt đẫm cả thân cả lá và tưới ướt đẫm gốc. Điều quan trọng là mình tưới ướt đẫm gốc. Đấy, còn nếu như mà các bác muốn cẩn thận hơn ấy, thì là các bác là tránh tưới vào thân và lá mà mình chỉ cần tưới đẫm vào gốc thôi là cũng đủ cung cấp là nước và dinh dưỡng cho cây lan rồi. Nhưng mà khi mà mình tưới nước và bón phân ở trong cái khung nhiệt độ như vậy ấy, là 17-18 độ trở lên ấy, thì các bác chỉ cần lưu ý cho một cái vấn đề như này. Nghĩa là trong cái phạm vi mà cái khoảng độ nhiệt độ là 17-18 độ C là cái thời tiết nó cũng khá là lạnh. Thì nó sẽ có cái trường hợp này thì các bạn cần lưu ý cho em là cái khí hậu khu vực miền Bắc ấy, miền Bắc của mình ấy, là nó sẽ có khoảng thời gian là nó có cái hiện tượng là sương muối. Thì cái sương muối đấy ấy, thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến cây lan, nhất là cái phần lá của cây lan. Đấy, thì với khi mà các bác xem dự báo thời tiết hoặc là mình biết được cái thời tiết mà cái thời điểm đó mà nó có cái hiện tượng là sương muối ấy, thì tốt nhất là các bác không nên tưới vào thân và lá mà mình chỉ cần tưới ướt đẫm vào gốc thôi. Đấy các bạn. Thì đó là cái lưu ý thứ hai các nhé. Thì lưu ý là mình gặp cái thời tiết mà có sương muối ấy, là tuyệt đối mình không được tưới vào thân và lá mà mình chỉ tưới ướt đẫm gốc thôi. Thì các bác lưu ý cho em vấn đề thứ hai này. Cái vấn đề thứ hai này thì thật ra là nhiều bác là cũng không lắm rõ được cái vấn đề này đâu. Đây là mình phải chịu khó mình theo dõi thử dự báo thời tiết một chút các bác nhé. Tiếp theo ấy, là một cái lưu ý thứ ba. Đấy, thì cái phần lưu ý này cũng là phần cuối cùng. Đấy, thì cái lưu ý thứ ba ở đây ấy, đó là trong cái thời tiết mà đến cái mùa giai đoạn mà mùa đông giá rét ấy, thì nó có những cái thời điểm mà rét nó kéo dài. Đấy, ví dụ em nói ví dụ như là cái năm 2021 vừa rồi ấy, là có đợt không khí kéo dài cả tháng trời. Đấy, còn bình thường là nó có đợt không khí lạnh là nếu như nó kéo dài ấy, thì nó cũng kéo dài từ 7 ngày đến 10 ngày. Thì khi mà nó có cái khoảng thời gian mà đợt rét mà nó kéo dài như vậy ấy, thì cái việc mà mình tưới nước bón phân ấy, thì các bác lưu ý cho em một cái vấn đề như này. Khi mà bắt đầu mà nó có cái rét đột ngột xuất hiện, thì trong cái thời điểm mà nó rét như vậy ấy, và mình biết là cái đợt rét này nó sẽ kéo dài, thì khi mà cái ngày đầu tiên mà có đợt rét ấy, thì các bác dừng, các bác không tưới. Thì các bác để cho em như vậy là từ 2 ngày đến 3 ngày là mình không được phép tưới cho cây lan. Đấy, thì sau 2 ngày đến 3 ngày ấy, thì lúc đó là mình sử dụng cái việc mình tưới nước và bón phân cho cây lan bình thường. Mặc dù là thời tiết nó rất là rét nhưng mình vẫn chăm sóc được cái kiểu đó. Thì bên em sẽ giải thích là tại sao ấy là mình phải để 2 ngày 3 ngày. Thì khi mà cái nhiệt độ mà thời tiết nó thay đổi ấy các bạn, thì nó dẫn đến cái trường hợp là nó sẽ gây sốc nhiệt cho cây lan, nghĩa là từ nóng nó chuyển sang lạnh. Đấy, thì là trường hợp sốc, hoặc là từ cái vấn đề mà từ lạnh nó sang nóng. Đấy, cái phần lạnh nó sang nóng thì nó nhẹ nhàng hơn là cái việc mà từ nóng nó sang lạnh. Thì cái nóng sang lạnh ấy, thì cái sốc nhiệt của cái cây lan thì nó sẽ là tác hại hơn.
À, nên chính vì vậy ấy, là mình phải để cây lan của mình là nó quen với cái khí hậu mà nó lạnh dần, nó lạnh như vậy đấy, nó sẽ quen khí hậu lạnh như vậy, thì lúc đó là mình chăm sóc cây lan ấy, mình tưới nước vô tư thoải mái, bón phân thoải mái nhé các bác nhá. Thì em nói ví dụ như này này, ví dụ như này, như cái trường hợp là cái đợt rét này đi, thì ở khu vực miền Bắc của em ấy là vừa rồi là nó có mưa ngày hôm qua và ngày hôm nay đúng không, và ngày hôm trước nó cũng hơi se se lạnh một chút nữa rồi đấy, thì nó có cái khoảng thời gian là 3 ngày như vậy, thì ngày hôm qua và ngày hôm kia là em đã không hề tưới cho bần lan của em quá. À, thì đúng ra đấy, ngày hôm nay là em cũng không tưới đấy, thế nhưng mà cũng chỉ vì là một bác là hỏi em cái câu hỏi là về cái việc mà mình tưới nước vào cái tầm sáng sớm và chiều tối mát đấy, vào cái đợt rét, vào cái ngày những ngày rét như này thì có ảnh hưởng hay không, thì là bắt buộc là em lên em làm cái video này và em quay trực tiếp cho các bác xem luôn để cho các bác cùng tham khảo. À, thì đó là cái vấn đề mà mình cần lưu ý thứ ba, đó là khi mà bước vào cái thời điểm mà nó rét sâu rét đậm mà rét nhiều ngày, thì là mình phải để cây lan đó là quen khí hậu mà rét như vậy là từ 2 ngày đến 3 ngày, thì sau đó là mình lại bắt đầu là mình chăm sóc cây lan bình thường như là những cái mùa nóng và những cái ngày khác, những tháng khác ở trong năm, là mình chăm sóc bình thường thoải mái vô tư nha các bác nhé. À, rồi các bác, thì cái việc mà mình chăm sóc lan ấy thì ở trong cái đợt mà vào cái mùa rét ấy thì nó chỉ có những cái vấn đề nó như vậy thôi, chăm nó cũng rất là đơn giản. Cái điều quan trọng ấy là mình hiểu được cái đặc tính của cái lan, mình biết được cái đặc tính của nó thì mình chăm sóc cây lan nó rất là dễ, thì không có cái gì khó khăn cả các bác ạ. À, đấy thì các bác xem video và tham khảo nhé. Thì em xin kết thúc video này và hẹn gặp cả nhà trong những video tiếp theo nhé.